Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục đi viếng chùa nha cả nhà. Mình đang có mặt ở đây là đường quốc lộ 1A, ấp 1 xã Tất Vân, thành phố Cà Mau. Mình nhìn thấy ở đây cũng có cặm một cột mốc km phân cách. Ở đây thì cách trung tâm thành phố Cà Mau vừa tròn 11 km nha. Chùa Bú Liên này ở cặp đường quốc lộ 1A, cho nên những người đi tham quan hoặc là tình cờ đi ngang qua đây ghé viếng chùa thì cũng rất là thuận tiện luôn nha. Về ngôi chùa này thì trước năm 1975 cũng là nơi che giấu cán bộ hoặc cách mạng của chúng ta, đã bị nhiều lần giặc phát hiện và tàn phá, và cho đến năm 2015 mới được Hội Phật giáo Việt Nam tổ chức xây dựng cơ bản trở lại. Con đường này đi thẳng thì vào chính điện, nhưng mình thì đi vào trong sân vườn để ngắm cảnh thư giãn một chút. Muôn hoa phe sắc, có cây sa la cho trái nhiều quá nha. Loại cây sa la này thì gọi là ngọc kỳ lân cũng được nha. Loại cây này thì có nguồn gốc từ Nam Mỹ, và ở châu Á thì trồng nhiều nhất là ở Ấn Độ cả nhà. Vùng đất nhiệt đới thì trồng loại cây này rất là dễ, không khó. Hồ nước này thì nói về nội dung của bộ tứ linh Long Lân Y Phụng. Và nhìn thấy trong này thì có cộng hưởng thêm một số hình tượng của các loài động vật khác để ngắm cho vui. Cá chép vàng. Cá chép vàng này là ngụ ý về việc phóng sanh. Bên này thì có ông rồng, rồng này là rồng nước nha. Còn về hình tượng này thì nói về Phật đản sanh, có tượng của Hoàng hậu Ma Sa và Phật Thích Ca Mâu Ni. Hình ảnh này thì nói về Phật Thích Ca từ thở nhỏ. Còn những hình tượng khác thì là người hầu của Hoàng hậu. Về sự tích của Phật Thích Ca thở nhỏ thì lúc mới bước đi 7 bước đầu tiên, 7 vô chân nở ra 7 đóa hoa sen. Và câu chuyện này thì cũng là do sự trừu tượng của con người nữa. Có anh bạn bên cây xanh đang thiết kế chậu để tiếp tục trồng cây sinh cảnh nha. Còn này là tượng Phật Thích Ca đang ngồi tọa thiền trên tòa sen nha. Tượng này thì quay mặt về hướng chính điện. Nhìn thấy ở đây thì có rất là nhiều vật tư đang chuẩn bị cho một số công trình phát sinh. Nhìn khu chính điện thì xây dựng theo phong cách đình chùa cổ Việt Nam, chứ còn không có thấy sự khác biệt gì so với một số ngôi chùa khác. Những đóa mai vàng dư âm của những ngày xuân. Phật Di Lặc thì luôn được trân trọng và đặt phía trước chính điện của các ngôi chùa nha. Hoa sen. Hoa sen thì tượng trưng cho sự tinh khiết với những tâm hồn trong trắng. Chính điện thì được thờ ở tầng trên cả nhà. Mình đi lên tầng trên trước, còn ở tầng dưới là giảng đường của chùa. Hai ông rồng vàng hai bên cầu thang chạm trổ rất là công phu, đẹp quá.
Không gian của chính điện thì nhìn thấy rất là sáng sủa luôn nha, rộng thênh thang luôn. Tượng Phật này là tượng Phật A Di Đà. Tượng Phật này có chiều cao là 2,5 m. Mình đi từ cổng vào đến chính điện mà không có nhìn thấy tượng Phật Quan Thế Âm. Mỗi một ngôi chùa thì đều có một sự sắp đặt khác nhau. Chúng ta nhìn thấy ba tượng Phật này là Tây Phương Tam Thánh nha. Ở trên giữa là Phật A Di Đà. Ở phía bên tay phải là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn ở phía bên tay trái là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở phía bên tay trái của chính điện là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát thì một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo. Tất cả các tượng của Phổ Hiền Bồ Tát thì đều được khắc họa là ngồi trên lưng voi 6 ngà và màu trắng nha. Nhìn thấy ở phía dưới của ba tượng Tây Phương Tam Thánh thì có thờ 7 Đức Phật Diệt Sư nha. Bảy tượng này thì không có lớn lắm. Những tòa sen của thời công nghệ đẹp quá ta. Ở phía bên tay mặt của chính điện thì thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong 6 vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Lễ kỷ niệm Địa Tạng Vương thì được tổ chức vào ngày 30 tháng 7 hàng năm nha. Ở trên các vách tường của điện thờ thì nhìn thấy rất là nhiều hình ảnh có liên quan về tâm linh bên Phật giáo nha. Mình sẽ trở ra bên ngoài và tiếp tục xuống tầng giảng đường nha cả nhà. Nhìn căn chính điện của ngôi chùa này thì rất là hoàn hảo luôn nha. Ngôi chùa này được xây dựng cơ bản trở lại vào năm 2015. Ở thời điểm này thì bên ngành xây dựng họ sẽ thiết kế hoàn hảo hơn ở các thời kỳ trước. Căn nhà giảng đường này thì rộng thênh thang luôn nha. Xây dựng rất là kiên cố và an toàn. Căn nhà giảng đường này thì chỉ dành cho những buổi giảng về giáo lý Phật giáo hoặc là những ngày lễ với số lượng là đông người. Ở giảng đường này thì cũng có thờ 3 vị Tây Phương Tam Thánh giống như ở chính điện. Nhưng về màu sắc các pho tượng thì không có giống nhau. Có hình tượng Thích Ca Mâu Ni, hình tượng này thì nói về thở nhỏ của Đức Phật. Ở bên trong thì có hình tượng của Thiên Thủ Thiên Nhãn,
hoặc gọi là thiên âm thiên nhãn cũng được. Này là một vị thần có thể nghe và nhìn thấy được tất cả. Thường thường mà chúng ta nói câu nói là mắt lưới trời lần lòng thì cũng có liên quan đến vị thần này nha. Nhìn các tủ sách này thì có rất là đầy đủ các loại sách giáo lý về Phật giáo nha. Khách tham quan có thể đến đây tự do mượn các loại sách này để đọc và tham khảo. Ở bên trong này là phòng khách. Phòng khách này thì nhìn thấy được sắp đặt rất là trang trọng và thẩm mỹ luôn nha. Nhìn bàn ghế cũng thuộc vào loại gỗ đắt tiền. Mình sẽ đi vòng ra phía sau hậu chùa để ngắm cảnh thư giãn nha. Chúc cả nhà xem qua video thật vui vẻ. Hẹn gặp lại video sau.